Em hiền, nói chung là cực kỳ hiền lành luôn á. Thích kinh doanh, không rượu, không bia, không thuốc lá. Em bị cái tánh ở dơ chứ, ở dơ vừa bộn gì có hết. Có hết luôn á hả? Ý là cưới là có nhà riêng thôi. Bán kem mua nhà. Mời bạn nam. Rồi, chào anh trai, mời đi anh trai. Xin mời bạn nữ. Rồi bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Dạ. Chúng ta giới thiệu lớn lên để hai bên cùng nghe luôn. Rồi bạn trai. Dạ anh chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Anh chào chị Hồng Vân. Và chào em. Chào bạn nữ bên kia. Chào tất cả mọi người trong trường quay. Em là Phạm Huỳnh Minh Tân. Em sinh năm 91, em đến từ Đắk Lắk ạ. À. Em làm gì ta? Dạ em kinh doanh kem body ạ. Dạ. Trời ơi em ơi, ngày hôm nay là giống như là em có trúng số đó nha em nha. Chị nói vậy là em hiểu nha. Nói thiếu nhiều nè, em tự giới thiệu mình coi. Xin chào MC Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả, và đặc biệt là chào đối tượng tương lai đang ngồi bên kia. Mình là Nga Ninh Trọng Thường Nga, năm nay Nga 28 tuổi. Công việc của em là thiết kế rập thời trang. Ngoài ra em cũng làm mẫu tự do. Giọng lạ quá nha. Em ơi, sao em là con trai em lại đi bán kem dưỡng da vậy? Ủa, ai bán kem dưỡng da không được. Biết rồi, nhưng mà ý là làm nghề gì mình phải có đam mê, mình cũng phải thích thì mình mới làm. Nhiều khi có cơ hội người ta bán. Tại vì em thích kinh doanh à. Tại sao không kinh doanh mặt hàng khác mà lại chuyên về kem ta? Thì em định hướng cho em đi bên này nên em qua làm bên này luôn nè. À vậy đó hả? Bây giờ thì bên đây bạn thân bạn rất là hồi hộp, bạn rung đó. Thôi bên kia hồi hộp, có bên em nói trước đi em. Cái điểm mạnh của em là gì? Về điểm mạnh đó thì em hiền, nói chung là cực kỳ hiền lành luôn á. Ngoài ra thì bụng em nó cũng tương đối nhỏ nên em cũng ít chứa cái gì trong bụng á, ít để bụng á. Không có để bụng cái gì đúng không? Dạ, dạ. Bản thân em chung là cũng có một chút về ngoại hình. Em cũng về thời trang nên về may mặc hay là may vá thì em làm được hết. Cái điểm yếu là gì? Đôi khi em bị cái tính hay quên á. Hình dung trong đầu thì nó rõ ràng rồi nhưng mà ra ngoài thì không biết nói gì nữa. Ngoài ra thì không biết có nên nói không nhưng mà sự thì em bị cái tánh ở dơ chứ. Tánh ở dơ chứ. Ở dơ hay là bừa bộn? Không, ở dơ bừa bộn gì có hết. Có hết luôn á hả? Ở dơ là sao? Em học thời trang mà thì nhiều khi làm đồ án thì nó nguyên đêm, thâu đêm suốt sáng vậy á. Chỉ có khi nào mà xong đồ án thì em mới dọn dẹp thôi, chứ còn trong cái thời gian làm đồ án thì cái phòng nói chung là giống như là một cái bãi chiến trường vậy đó. Đó là bừa bộn, còn ở dơ là không chịu tắm á. Có luôn chị. Không tắm luôn hả? Dạ, nhiều khi làm xong mệt quá, đi ngủ lúc nào cũng không biết luôn á. Rồi, bạn Tân, em có ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là thích kinh doanh, không rượu, không bia, không thuốc lá. Khuyết điểm của em là hay quên ạ. Có khi nào 2-3 ngày quên tắm không? Dạ không. Bạn gái, dạ. Đường tình duyên của em thế nào? Trước giờ em có 3 mối tình. Nói chung là quen chính thức thì chỉ có một bạn mà thôi. Bạn đó nhỏ tuổi hơn em, tính trẻ con. Thì tụi em tiếp xúc với nhau nhưng mà ngại cách xưng hô á. Nên thành ra em muốn gọi như là trả lại cái tuổi thanh xuân cho bạn đó vậy đó. Nên tụi em chia tay. Đơn giản quá hả? Quen lâu không cơ? Quen cũng được gần năm chị. Tân có mấy mối tình rồi? Dạ, em 3 mối tình ạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ, 1.5 năm ạ. Ít nhất là bao lâu? Dạ, 1 năm anh. Nhưng mà tại sao lại chia tay mấy mối tình đó? Dạ, mối tình đầu của em là vì bị hiểu lầm mà. Ý là em đi từ thiện và xong em chở bạn trong nhóm đi. Có bạn kia chụp hình trong hội từ thiện đăng lên, thấy em đang chở bạn nữ đi chơi chung xe rồi về, bạn đó kêu em là nói đi một mình sao lại đi bạn gái sao rồi? Là chia tay luôn? Dạ. Mối tình sao chia tay sao? Dạ không đậm đà. Không có đậm đà. Dạ. Yêu chưa yêu dữ lắm đúng không? Dạ. Thôi bây giờ thì em muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào, em diễn tả coi. Dạ em chỉ cần bạn gái hiền là được ạ. Bên đây là quá hiền luôn. Cao trên 1.5 m. Cao trên 1.5 m. Dạ. Còn em thì sao? Em thích con trai tập thể thao á. Chiều cao thì cao hơn em tầm 1.74 m trở lên. Vậy là em 1.7 m? Cao 1.74 m là bằng em á. Đó, 1.74 m đó. Dạ em 1.75 m ạ. Cũng xinh xinh. Lên được chút. Cái điều mà em cần thiết nhất ở cái người bạn trai em là điều gì? Em muốn là một người có trách nhiệm, một người có tính nghiêm túc á. Tân hiện nay Tân ở với ai Tân? Dạ em ở một mình ạ. Một mình ở nhà trọ hả? Dạ. Nếu lấy vợ về em có định là ở chung với gia đình không? Nếu bạn gái thích sao thì em sẽ như vậy ạ. Bạn gái thích sao là vậy dạ. Đúng không? Dạ. Chị ạ.
Chào em. Đẹp trai mặc Barbie luôn. Bên tôi cũng mới vừa ha, cũng bù của. Bên đây người gọn ghẻ nha, tướng đẹp nha. Ờ, bên tôi thì cũng có vừa đâu ạ, xin lỗi ạ. Tôi nói thiệt luôn, nên là nếu mà ấy được là trúng số luôn đó, chứ không có đơn giản đâu. Bên đây, gặp bên đây cũng trúng số à. Nói nghe nè cưng, ví dụ như là em lấy vợ thì bao nhiêu tuổi thì em sẽ có một căn nhà cho riêng mình? 31 à. 31, mà năm nay mình làm là, ý là cưới là có nhà riêng luôn. Cưới là có nhà riêng luôn? Dạ. Dựa vào đâu? Em tự lập từ năm 18 tuổi này. Có nghĩa là mình đã có tiền sẵn trong ngân hàng rồi, phải không? Thì để tôi bán kem mà. Mắc cười quá, để ta hỏi, ngộ quá. Có nghĩa là bây giờ là muốn hay không muốn là do em thôi đúng không? Muốn mua lúc nào là mua. Là do em thôi đúng không? Bán kem mua nhà. Ví dụ tặng gái của em đó, mà đến với em xong bây giờ yêu cầu em là phải có nhà riêng liền thì em thấy sao? Dạ nói chung là bạn gái sao thì mình chiều vậy. Bạn gái muốn sao là mình chiều vậy hả? Dạ. Rồi xem đáng yêu quá vậy. Thằng trai tao đáng yêu lắm. Ông coi mặt bên đằng gái tôi chưa mà ông cứ ngồi đó ông chọn. Thì ông từ ra từ đây coi, để tôi qua tôi đi coi ra đây. Để coi coi Trời. Trời. Được, quá được. Chàng gái rất là xinh xắn dễ thương luôn ha. Bạn có vẻ hơi bản lĩnh hơn bên đây. Bên đây hơi nhút nhát chút xíu. Không, bạn này rất là nhát. Nhưng mà tại vì bạn này là mẫu, là người mẫu cho nên là khuôn mặt bạn rất lạnh lùng. Thế bạn xuất hiện sân khấu hoài quen đúng không? Chứ dạ, bạn dạ, cực kỳ nhát luôn, là bạn này. Bạn bên đây chưa bao giờ làm mẫu nên hơi nhát ha. Về em tập làm mẫu đi rồi cũng đi biểu diễn chung được đó. Bên đây cũng dáng mẫu lắm á. Tướng này đã là mặt Barbie. Cái gì vậy ông giới tính ông có vấn đề không vậy? Sao mà ông Ủa thằng trai tôi phải nâng cái lên chứ. Nhưng mà cái kiểu của ông thèm khác kỳ vậy. Thằng ơi, rõ ràng sao vậy lên à vậy hả? Ông tự như thèm quá khác dữ vậy đó hả? Quá dữ vậy luôn là chắc hay là ông nhìn bên đây rồi cái ông lộn cảm xúc bên kia? Không, mình thấy thằng trai mình đẹp, mình tự tin. Nói chung là hai bạn đều trai tài gái sắc hết. Chính xác. Vấn đề là bao giờ thì cho đàn trai chúng tôi bước tới nè? Khoảng từ 30 trở đi. Tức là 28, còn 2 năm nữa. 2 năm nữa thôi. Tìm hiểu 2 năm là đủ rồi. Đủ rồi, được. Nè rồi, mà tôi nói nè, bên đây không phải là gái sắc không mà là gái tài luôn nha. Nói chung hai người đều có sắc và có tài. Nam thanh nữ tú đó, đó nói vậy thì đúng không? Vậy đó. Được ha. Rồi bây giờ hỏi họ hay kiếm người thân đi. Ủa em đi với ai vậy? Dạ em đi với bạn với em gái em. Em ruột á hả? Dạ vâng. Dạ em xin chào MC Hồng Vân và MC Quyền Linh cùng quý vị khán giả. Thì cảm nhận của em là chị của em và anh này khá phù hợp về ngoại hình. Còn tính cách thì em nghĩ là phải có thêm thời gian tìm hiểu nữa thì mới có thể xác định được chính xác tình cảm của mình. Em nghĩ là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Bé này rất là chỉnh chạc đó nha. Anh đi với ai? Dạ em đi với em họ của em ạ. Em xin chào MC Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em thấy chị bên đây thì dễ thương. Em thấy hợp với anh Tân ạ. Nhưng mà em là con trai vậy á, mà nếu mà là em bấm liền không? Nếu ngồi trên đó thì em sẽ bấm liền á. Em bấm liền đúng không? Dạ. Được rồi, bây giờ để cho hai kẻ gặp mặt đi ha. Hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn sẽ đồng ý hẹn hò với nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Tân. Dạ bà. Hoa. Rối rồi, rối liền à, rối. Rối này hôm nay mình có món quà tặng bạn. Thì nghe cũng có những quà nghe tự làm. Okay, mẹ. Cái này cái gì đây? Hả? Dạ, cái đó là bức tranh em vẽ về cái bộ lễ phục mà tương lai nếu mà có thể tiến tới xa hơn á thì là cái bộ lễ phục trong ngày cưới ngày trọng đại. À, bộ lễ phục mà bạn trai đó hả? Thì có dạ, giống không nha? Cả hai. Cô Tân đứng lên, cô Tân đứng thẳng lên nào, mạnh mẽ lên. Mình bán kem chứ mạnh nên mẽ lên. Đi. Em nghĩ chắc là cái body cũng giống á. Tao hai đứa đứng sát bên nhau rồi, đứng sát vô. Cũng giống về chiều cao nó cũng hơn tí cũng được ha. Nhìn thấy hai người thấy hợp không mọi người? Đấy, đẹp đôi đấy. Nè, thấy chưa? Hình này sẽ giống tôi quá tao. Cô muốn mở nốt cây hoặc là kia không? Mở đi, mắc cỡ gì đây? Mình là sao? Anh với em được. Tự nhiên mình với bạn. Trời, anh nhẫn hả?
Nhẫn hả? Nhẫn là phải em thiết kế. Dạ, đúng rồi, cái này là em tự làm, tự chuẩn bị. Đưa anh coi nào. Dạ đây. Chiếc nữa coi. Chiếc này của Tân nè, chiếc này của Nga nè. Nếu mà được chút hai đứa đeo qua trong hộp không nha. Đẹp quá. Dễ thương quá. Dễ thương, rất là dễ thương. Rồi bỏ vô hộp đi. Hôm nay là có nghĩ là đi gặp một cái người con gái mà giống như trong đầu mình tưởng tượng không? Hay là trên cái sức tưởng tượng của mình? Dạ, trên sức tưởng tượng ạ. Tại vì em không đòi hỏi đẹp, em chỉ cần hiền, dễ thương là được rồi. Cuối cùng bây giờ em được hết luôn á. Dạ. Vừa đẹp, vừa hiền, vừa dễ thương luôn. Dạ. Còn bạn gái thì sao? Tân có biết chơi thể thao không? Mình thích đi tập gym với là đá banh. Bạn với mình giống như lớp 12 gì đó. Anh chị đều 28 tuổi rồi đó nha. Gọi là anh đi ha. Nếu mà anh có tập gym chơi thể thao á, vậy thì em có thể cho anh một cái thử thách nhỏ được không? Được. Bình thường thì người ta sẽ là hít đất bằng 5 đầu ngón tay đúng không? Giờ anh đau được không? Không nổi thì mình nói không nổi nha. Không nổi thì mình nói không nổi. Mình chơi thử 3 ngón lần nào. Vậy thì giờ thử được không? Chắc 5 ngón với 3 ngón. Vậy đó 3 đi. Dạ. Rồi hồi anh làm 2 cho em coi. Làm đi Tân. Thử. 3 ngón chắc không được đâu anh. Kệ nó. Được chứ. Đó. Đó, trời ơi, đó. Bốn. Nhẹ nhàng. 4 được rồi em ơi, 4 được rồi. Dư rồi á, dư rồi. Dư rồi, dư rồi. Hay quá. Hề đúng Tân. Thôi Tân hát bài đi cho nó đỡ rồi bối rối nào. Bước tới gần bạn gái, đứng nhìn bạn gái hát nào. Đứng nó hát, đứng lên mình tiến tới. Anh bắt đứng nhiều khi quên lời đó. Vậy đó, cho nó quen. Tiến tới gần chút xíu nữa Tân. Dạ. Nga đứng lên đi cho bạn đỡ hồi hộp đi. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay, ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm, sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Dạ hết ạ. Lời gửi gắm rất là đáng yêu. Lần đầu tiên em đứng đây em ấy. Quay quay qua, quay qua bên bạn Nga, nắm hai tay bạn Nga nào. Mình xin phép. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt bạn Nga. Nga hát tặng cho Tân nghe bài đi. Nhìn thẳng Nga kìa Tân. Tân thì dễ cưng, dễ sợ luôn á. Tân nhìn cứng thì cưng vậy đó. Tự như em hát bài thả thính một chút được không? Hỡi anh yêu, em chỉ muốn nói một điều. Lấy em đi, để thôi đừng về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều. Và yêu như chưa từng yêu. Hay quá. Cảm ơn. Trời ơi, thay lời muốn nói hay quá. Rồi, ngồi thử vị trí đi. Giờ chân tay Tân nó cứng hết trơn rồi. Tay chân không biết để đâu luôn rồi đó. Hai đứa suy nghĩ thật kỹ. Đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại con tim của mình. Đủ để chúng ta bấm nút chưa? Chúng ta xem đây có phải là một nửa yêu thương, một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu rung động, chúng ta bấm. Để tạo điều kiện, tạo cơ hội cho nhau, để yêu nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Còn nếu cảm giác chưa rung động, cũng không cần bấm. Để cái nút bấm nó cho nhiều người khác. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 và 3. Đây, hay lắm, dễ thương lắm. Trời, cái cặp này đeo nhẫn lên tay bạn nữ được không ạ? Hả? Đấy là nhẫn bạn nữ tặng em muốn đeo cho bạn. Đúng rồi đây. Trời ơi, thì... thực sự cái cặp này bấm tôi thích dễ sợ luôn á trời ạ. Đây này, nhẫn nào của Nga. Dạ đây của Nga. Đúng nhỏ rồi. Xin phép đeo nhẫn cho em. Trời ơi, cưng ghê không? Cưng quá trời cưng, em đeo lại đi Nga. Đeo tay nhỏ. Trời ơi. Trời ơi, thì hiếp thiệt chứ. Trời ơi. Đưa tay lên nào, đưa hai tay lên nào. Đẹp quá. Cưới là phải mời tôi nghe chưa? Trời, cái cặp này cưng, cưng thiệt là cưng vậy đó. Rồi, nắm tay nhau đi. Bây giờ hai bên đang xem truyền hình
ba mẹ hai bên đang xem. Tân hứa gì đi? Dạ, em hứa với ba mẹ của Nga là nếu Nga cho em một cơ hội tiến tới hôn nhân thì em sẽ thương Nga như ba mẹ thương Nga. Giờ mình cảm thương Nga như ba mẹ thương Nga luôn đó. Dễ sợ luôn. Rồi, Nga muốn nói gì với hai bác nhà của Tân đi? Nếu mà Tân là món quà mà hai bác đã dành đến cho con ấy, thì con cảm ơn rất nhiều ạ. Con sẽ giữ món quà này suốt đời đúng không?